Bỏ vợ con giữa đường. Chào cậu cột đèn. Chào cậu chim nhỏ. Tôi rất vui được làm quen với cậu. Hình như hôm nay là lần đầu tiên cậu bay qua đây thì phải nhỉ? Tôi trông cậu lạ lắm. Thế có chuyện gì mà trông cậu vui vẻ thế kia? À, cũng chẳng có gì nhiều đâu. Chỉ là hôm nay mình vừa bay qua công viên. Nhưng mà lúc vừa tinh mơ thì trời đổ mưa lớn. Thế là trận mưa sáng nay khiến cầu vồng mọc lên với nhiều màu sắc vô cùng lung linh nha. Và cậu biết gì không? Còn có điều tuyệt vời hơn nữa là mình đã bay ngang qua cầu vồng. Khung cảnh ấy, chào ôi, nó thật là đẹp. Ôi, cậu thích thế. Được bay nhảy khắp nơi, lại còn được chạm cả vào cầu vồng. Điều mà bất cứ ai trong chúng ta cũng ít nhất một lần khao khát nhỉ. Ghen tị với cậu thật đấy. Cậu không như tôi, suốt ngày phải đứng đây. Dĩ nhiên rồi, vì tớ có đôi cánh, tớ có thể bay đi khắp nơi. Được bay giữa làn mây trắng, bay từ cánh đồng đến khu phố, được lang thang trong cơn gió. Chào ôi, chỉ tưởng tượng lại đến hình ảnh mình bay xuyên qua cầu vồng thôi đã đủ thấy tan chảy. Mình ước giá như có ai đó chứng kiến được thời khắc tuyệt vời đó mà chụp lại cho mình thì hay biết mấy. Còn tôi thì chỉ ước một lần có thể tự do di chuyển là tôi vui lắm rồi, chứ đừng nói đến chuyện bay nhảy đi muôn nơi, thỏa sức chơi đùa như cậu. Ôi, trời lại đổ mưa nữa rồi đây này. Thôi, bây giờ tớ phải đi trú mưa đây. Tạm biệt cậu cột đèn. Hẹn gặp lại cậu sau nhé. Thật là buồn quá đi mất thôi. Càng nhìn người ta tự do thì lại càng buồn hơn nữa chứ. Trời ạ, à, chẳng lẽ hôm nay vị thần buồn bã là nhập cả vào mình hay sao? Mình suốt ngày bị chôn chân ở đây, chẳng được đi đâu cả. Chẳng biết cầu vồng là gì, chẳng biết thế giới đằng xa kia như thế nào. Suốt ngày chỉ đứng ở cái xó đường mà phục vụ người ta. Tuy thấy khổ sở và kêu than là thế, nhưng cột đèn vẫn phải làm công việc đã được con người giao phó. Suốt đêm ấy phải đứng dầm mưa, lại cộng thêm tâm trạng suy sụp, tồi tệ. Cột đèn có vẻ như đang bị ốm. Cậu cảm thấy mệt mỏi, sổ mũi. Ôi trời, mấy cái xe này ồn ào nhức đầu quá đi. Mau đi đi, ồn ào quá. Kia, thấy rồi. Là anh bạn của anh kìa. Là cậu chim nhỏ đấy sao? Và ai kia? Bên cạnh cậu ta còn có một cô chim nữa. Trông cô ấy cũng có vẻ xinh đẹp, dễ nhìn đấy chứ. Cột đèn ơi, tôi có một tin vui muốn kể cho cậu nghe ngay và luôn cho sốt dẻo đây này. Xin giới thiệu với cậu, đây là cô bạn của tôi. Chúng tôi vừa gặp nhau hôm qua khi đi tránh mưa đấy. Còn giới thiệu với em, đây là cột đèn. Cậu ấy rất hiền lành và tốt bụng. Cột đèn à, có thể khi tôi nói ra điều này cậu sẽ thấy hơi bất ngờ. Nhưng tôi đã quyết định sẽ cùng cô ấy bay đến cánh đồng phía nam để sinh sống. Mùa đông sắp tới rồi, có lẽ lựa chọn tới đó để tạo lập một tổ ấm mới là lựa chọn sáng suốt của chúng tôi bây giờ. Em yêu à, mục đích anh đưa em tới, trước là để thông báo với bạn anh, thứ hai là để cậu ấy làm nhân chứng cho tình yêu của đôi ta. Kể từ giờ phút này trở đi, chúng mình hãy yêu thương nhau, sẽ cùng nhau xây dựng gia đình thật hạnh phúc em nhé. Tạm biệt hai cậu. Không biết có còn gặp lại nhau thêm một lần nào nữa trong đời không đây. Hai cậu đi vui vẻ, bình an. Họ đi rồi, mừng cho họ. Nhưng sao bỗng nhiên mình lại thấy chạnh lòng hơn nữa thế này cơ chứ. Ban nãy trông cô ấy thật hạnh phúc, ánh mắt và khuôn mặt rạng ngời, đến từng câu từ nói ra cũng tràn đầy sinh khí có được của tình yêu. Trời ạ, à, bao giờ mình mới thoát được cái kiếp cột đèn này chứ. Cứ mãi đứng ì ra ở đây. Đến một chiếc xe lướt nhanh qua vũng nước động cũng đủ để bắn hết vũng nước bẩn thỉu lên người. Chiếc đèn này hình như bị hỏng mất rồi. Đèn báo hiệu của nó bị tắt, không thấy sáng gì cả. Hôm nay tôi mệt mỏi, tôi sẽ không làm việc nữa. Các cậu không có tín hiệu đèn của tôi,
các cậu sẽ thoải mái được đi và không còn phải ấn còi inh ỏi nữa. Đường phố này được tự do rồi, ai thích đi đâu thì đi, ai muốn làm gì thì làm. Vui nha. Tôi vui, các bạn vui, thế là tất cả chúng ta đều vui. Không ai phải ràng buộc ai cả, không ai phải buồn vì ai cả. Thế là mình đã làm được việc mà bao nhiêu ngày nay vẫn cứ suy nghĩ với chẳng đắn đo. Hóa ra thực hiện nó là dễ dàng hơn mình tưởng. Còn bây giờ thì làm gì tiếp đây nhỉ? Thôi cứ kệ hết đã, ít nhất là mình sẽ được một ngày nghỉ ngơi đây, sẽ không phải chịu đựng tiếng ồn ào gì nữa. Trời ơi, không lúc nào được yên. Hằng ngày tôi làm việc, các người bóp còi, còn bây giờ tôi đình công rồi, các người còn gây ồn ào nhiều và to hơn nữa là sao? À! Trời ơi, chuyện gì xảy ra thế này? Bao nhiêu năm qua mình đứng ở đây chứng kiến, chuyện ô tô đâm vào xe máy ở ngã tư này vốn là một chuyện rất hiếm gặp mà. Mẹ ơi, con đau quá. Không sao, không sao đâu con. Đừng sợ, có mẹ đây. Con đừng khóc nữa. Để mẹ xem vết thương cho con nhé. Con đừng đụng tay vào, kẻo bị nhiễm trùng thì nguy. Mẹ ơi, chân con đau quá. Trời ơi, không thể tin được. Tôi lái xe kiểu gì thế này? Hai mẹ con nghĩ có sao không? Tôi xin lỗi. Suy cho cùng thì vẫn là tại tôi. Nhưng không hiểu tại sao hôm nay bỗng dưng đèn giao thông không hoạt động nữa, nên mới thành ra cớ sự như thế này. Thôi, tôi sẽ gọi thợ đưa xe đi sửa. Còn trước mắt, hai mẹ con hãy cùng lên xe đi, để tôi đưa cháu vào viện sơ cứu vết thương trước đã. Đèn giao thông kiểu gì thế? Buổi sáng tôi đi qua đây nó vẫn còn sáng lắm, chạy chuẩn từng giây, vậy mà bây giờ lại hỏng luôn rồi. Tất cả cũng đều là tại nó mà gây tai nạn đấy. Họ nói đúng, những người đó gặp phải tai nạn là do mình. Em bé kia bị đau, bị thương, phải khóc lóc ỉ ôi, cũng là do mình. Người mẹ ấy chắc giờ này đang tá quả lên vì lo cho con. Còn người lái ô tô kia có thể cũng đang phải bỏ qua một công chuyện quan trọng nào đó, rồi họ lại phải thêm tiền viện phí, tiền sửa chữa xe cộ. Thôi, cứ mong là em bé đó không sao đi đã. Trời ơi, rối quá. Là tại mình. Mình thật ích kỷ. Thật ích kỷ. Ngã tư đường này thật đông đúc, người người qua lại không biết đến bao nhiêu lần, cứ như mắc cưỡi ấy. Nhưng cũng còn may là có cái cột đèn tín hiệu ở đây. Ôi, hóa ra cái công việc vất vả khó khăn này cũng thật đáng tự hào. Mình vừa được mọi người khen đó, thật là hạnh phúc quá đi. Đã vậy, kể từ ngày hôm nay mình phải làm việc chăm chỉ hơn mới được. Ôi, mình cảm thấy yêu công việc này biết mấy. Mình sẽ giữ gìn trật tự nơi đây. Mình đang góp một phần nhỏ bé vào việc hỗ trợ an toàn giao thông cho mọi người trong thành phố này. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.